bài một bài toán một hệ răng vuông. Lấy ví dụ câu 11 trong sách ID tổng môn toán học. Đây là một câu khá là cơ bản, anh lấy để cho mọi người dễ hình dung ra cách anh thực hiện và mọi người có thể áp dụng với những câu hỏi phức tạp hơn. Thì anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Casio. Thì đây là một hệ răng vuông. Thì chúng ta cứ gán A với một vị trí bất kỳ. Ở đây anh gán với 2 và anh tìm ra hệ giá trị của B. Và chúng ta rút Casio ra. Ở các video trước anh đã hướng dẫn mọi người tìm nghiệm của biểu thức bằng chức năng xếp ca. Thì video này cũng vậy. Chúng ta sẽ nhập vào và anh gán nghiệm đó là vừa bằng 2 rồi. Chúng ta chuyển 3 sang với bên trái là trừ 3. Chúng ta bấm shift K. Đây, chúng ta đã ra được nghiệm x rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc nhập lại log A vừa rồi bằng 2. Và nghiệm vừa rồi là A. Và chúng ta ra trừ 6. Vậy chúng ta dễ dàng chọn được đáp án A, đáp án chính xác của bài toán này. Ở video sau, anh sẽ hướng dẫn mọi người tìm nghiệm với hai hệ răng buộc. Hãy follow TikTok học toán Quang Hưng để đón xem những cách giải Casio siêu cấp VIP Pro.